để nó qua cái tour này để mò cao hơn. Hello mọi người nha, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay thì Ngoan đến thăm xưởng Đông Trùng Hạ Thảo tại thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Thì Đông Trùng Hạ Thảo Francy thì có hai cơ sở, một cơ sở là tại thành phố Thủ Đức ở thành phố Hồ Chí Minh và một cơ sở nữa là ở Biên Hòa Đồng Nai nha. Chào mọi người nha. Giờ này cái do ở đang ở trong cái xưởng á mọi người, nên cái hệ thống họ phun sương nè, nói chung là nghiêm ngặt, rất là nghiêm ngặt cả một cái quy trình á. Nên cả nhà thấy hiện tại bây giờ nó đang có sương rất là nhiều nha, thông cảm nha mọi người. Cái này nó đang phun hơi rất là nhiều luôn nha. Thì mọi người cũng biết là Đông Trùng Hạ Thảo hiện tại á mọi người, nó đang rất là nổi tiếng, cũng như là về công dụng, rất là nhiều công dụng hỗ trợ trong vấn đề là nó giúp cho chúng ta là ăn ngon ngủ ngon, kể cả là việc bảo sức khỏe nha, và kể cả mà việc mà chúng ta các anh em thì có thể là tăng cường sức đề kháng nha. Chào mọi người đến với live stream của Ngoan ngày hôm nay nha. Thì ở xưởng Đông Trùng Hạ Thảo này mọi người, thì Ngoan đến tận gốc tận nơi tại công ty và xưởng ở đây là người quận ở thành phố Thủ Đức nha mọi người. Đây là nấm Đông Trùng Hạ Thảo nè mọi người, đây là em chào chị nha. Dạ, ở đây là đang ở thành phố Thủ Đức, ở thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người. Chào mọi người đến với livestream của Ngoan nha. Thì bây giờ thì Ngoan sẽ cho mọi người xem coi tận mắt luôn cái Đông Trùng Hạ Thảo nha. Đây là Đông Trùng Hạ Thảo Ranxi nè mọi người, được nuôi rất là sạch luôn, được các thầy cô giảng viên của trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh và họ đã có những cái quy trình rất là nghiêm ngặt để mà nuôi ra cái nấm Đông Trùng Hạ Thảo này nha. Thì đây là cái hũ Đông Trùng Hạ Thảo, cái hũ này nè mọi người, là khoảng 3 tuần nữa mới thu hoạch nha mọi người. Em chào chị, em chào chị Út nha, chào mọi người nha. Nó chào mọi người nha. Và Ngoan muốn làm một cái gì đó thì Ngoan rất là chỉnh chu và Ngoan phải tìm hiểu rất là kỹ, kể cả việc Đông Trùng Hạ Thảo này nó rất là chất lượng nha cả nhà. Nè, Ngoan mở cho mọi người xem nha. Đây, cái này là khoảng 3 tuần nữa là thu hoạch được nha mọi người. Đó. Và khi vào đây thì cũng phải đảm bảo rất là nhiều nha mọi người, phải là nói chung là mình phải đảm bảo, tại vì Đông Trùng Hạ Thảo cũng rất là dễ bị nhiễm nấm nha, nên trong quá trình nuôi kể cả mình tham quan mình cũng phải là rất là kỹ nha. Nè người thấy nha, đó, đây là nấm Đông Trùng Hạ Thảo Ranxi rất là chất lượng luôn, và cái này là khoảng 3 tuần nữa thì chúng ta mới thu hoạch được nha. Nó có rất là nhiều cái được nuôi mọi người, nuôi tùy vào cái thời gian nha. Và đặc biệt đó là Đông Trùng Hạ Thảo ở đây á mọi người là tầm khoảng 70 đến 90 ngày mới thu hoạch nha, bởi vì cái sản phẩm chất lượng á thì cái thời gian thu hoạch nó cũng phải đảm bảo nha. Còn đối với những loại mà cái Đông Trùng Hạ Thảo mà thu hoạch ngắn tầm khoảng 35 hoặc 40 ngày thì cái chất lượng nó không bằng nha mọi người. Chào mọi người nha. Dạ em cảm ơn chị Út nha, em cảm ơn chị Út rất là nhiều luôn nha mọi người. Đây, đây là Đông Trùng Hạ Thảo nè mọi người, nó có rất là nhiều loại luôn nha. Rồi cái này là cái thành phẩm nha, cái này là cái xưởng nha mọi người. Xưởng nếu mà tất cả các bạn mà có muốn tham quan á thì cũng có thể đến đây nha, hoặc là đến Biên Hòa Đồng Nai, tại vì công ty có hai xưởng nha mọi người, rất là uy tín luôn. Và đây là xưởng mà có thể là tiếp các bạn mà, nếu các bạn có thể đến tham quan nha. Đây đây là cái thành phẩm nha, tại vì cái này là cái thời gian mọi người thấy nha, nó xưởng rất là uy tín luôn nha. Nè mọi người, nè đây là thành phẩm nha, thành phẩm. Và Đông Trùng Hạ Thảo ở đây á mọi người được áp dụng theo công nghệ sấy thân hoa nha, tức là mọi người, tại vì nếu mà cái dạng như thế này á, người ta gọi là dạng tươi á, dạng tươi thì nó thứ nhất là bảo quản nó hơi khó bảo quản hơn và vận chuyển nó hơi khó khăn hơn. Do đó khi mà nuôi được cái dạng tươi như thế này và khoảng 70 đến 90 ngày thu hoạch á, thì sau đó thì công ty sẽ sấy thân hoa. Và hiện tại thì cái việc mà áp dụng sấy thân hoa là một trong những cái công nghệ rất là tiên tiến nhất nha mọi người. Tại vì Đông Trùng Hạ Thảo khi mà làm khô thì có 3 phương pháp nha mọi người. Một là phương pháp là sấy nhiệt, hai là sấy lạnh, ba là sấy thân hoa. Tuy nhiên công nghệ sấy thân hoa là được công ty Hoàng Liên Sơn áp dụng rất là nghiêm ngặt và để mà cho ra một sản phẩm rất là chất lượng nha. Mọi người sẽ thấy nè, cái sợi nấm ở đây, mọi người thấy đây là cái dạng khô đúng không? Nhưng mà khi mà mọi người so sánh với dạng tươi đi, mọi người sẽ thấy đúng không? Nó chẳng khác gì nhau hết. Bởi vì áp dụng công nghệ sấy thân hoa là một trong những cái công nghệ rất là tiên tiến, và nó vẫn giữ được cái màu sắc cũng như là mùi vị và dược chất rất là cao, không thua kém gì so với cái dạng tươi này nha. Nên mọi người hãy lưu ý về vấn đề đó nha mọi người. Đó, đây. Và thêm một điều nữa là khi mà áp dụng công nghệ sấy thân hoa, mọi người mở cái hũ này ra, mọi người sẽ ngửi được cái mùi Đông Trùng Hạ Thảo nó rất là thơm luôn nha. Thơm lắm mọi người ơi, mọi người có thể ăn sống luôn nè. Đối với những loại khác thì mọi người khi mà mọi người ăn sống đi, nó sẽ không có mùi vị thơm như là cái này đây. Cái này là Ngoan đảm bảo và cam kết chất lượng với mọi người nha. Tại vì Ngoan đã tới xưởng nè, tới xưởng rồi đã thăm, và nói chung là khi mà Ngoan làm việc gì đó thì Ngoan rất là cần về chất lượng, và khách của Ngoan rất là nhiều nha mọi người.
đó. Và hiện tại thì khách của Ngoan không những ở Việt Nam đi, và còn cả Đài Loan nè, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, rất là nhiều nước luôn nha. Và khi khách sử dụng rồi họ quay lại rất là nhiều. Chào Nga nha, chào mọi người đến với livestream của Ngoan nha. Đó mọi người nè, đây là cái cơ sở nha. Đây. Ngoài ra, ngoài cái sản phẩm đông trùng hạ thảo sấy thăm hoa, tức là cái dạng khô này, thì ở xưởng cũng có cho ra là đông trùng hạ thảo tươi mà để ngâm rượu nha. Và Tết nhất gần đến rồi mọi người có thể là mua về để mà có thể tự ngâm rượu, hoặc là ở công ty cũng có dạng ngâm rượu như thế này, thì chúng ta có thể làm tặng chồng cho mình. Nhưng Ngoan cũng có từng ngâm cho chồng của Ngoan đến mọi người. Thì ở đây nè, đây là cái này ở thành phố nha, cái này là ở thành phố Thủ Đức nha, mọi người có thể đến đây tham quan nha. Và đảm bảo rằng là cái đông trùng hạ thảo ở chỗ công ty Hoàng Liên Sơn sản xuất thì đảm bảo dược chất, đó là corticospin là từ 8 trên 8.000 mg trên 1 kg, và adenosine là từ 2.000 mg trên 1 kg. Và ở trên thị trường thì chỉ có công ty Hoàng Liên Sơn là đảm bảo về phần dược chất rất là cao, là loại đông trùng đứng đầu nhất nha mọi người. Nên mọi người đừng, nói chung là tiền nào của nấy nha. Và thật sự luôn, khi khách hàng của Ngoan đã mua sản phẩm của Ngoan một lần rồi thì khách hàng mua lại rất là nhiều lần luôn. Cái này là rất là nhiều lần, và Ngoan bán hàng toàn là khách lạ không nha, nên mọi người cứ yên tâm về vấn đề đó nha. Và Ngoan cam kết nha, nếu mà sử dụng nấm đông trùng hạ thảo bên Ngoan không hiệu quả thì Ngoan có thể là hoàn tiền cho mọi người nha. Chào Duy nha, chào Duy nha mọi người, chào. Rồi, ngoài cái đông trùng hạ thảo mà chúng ta có thể là ngâm rượu nha, tại vì đông trùng hạ thảo mọi người chúng ta có thể là làm rất là nhiều nha. Cái việc mà chúng ta có thể ăn sống nè, chúng ta có thể để vào lẩu nè, hoặc là chúng ta có thể ngâm rượu nè, và chúng ta có thể hãm trà nè. Thì ngoài ra thì chúng ta còn có thể là ngâm với mật ong nè mọi người, thấy không? Đó mọi người sẽ thấy nha, đông trùng hạ thảo đang ngâm với mật ong nè, với táo đỏ, với kỷ tử nha, thì rất là tốt nha mọi người, nam nữ đều có thể dùng được. Mọi người biết tại sao mà xương nó đang quay, nó đang phủ không? Tại vì đây là một cái hệ thống tự động nha mọi người, rất là nghiêm ngặt luôn nha mọi người, làm lạnh nha. Nói chung là một dây chuyền mà phải nói là nó rất là chuyên nghiệp nha mọi người. Nên mọi người có thể thấy là cái không khí lạnh nó đang ùa xuống nha, mọi người thông cảm nha nếu mà mọi người không có nhìn thấy rõ nha. Đó, còn đây là cái đông trùng hạ thảo nè mọi người. Đông trùng hạ thảo được ngâm với mật ong thì nó hỗ trợ cho vấn đề là về dạ dày nè, trần ngực dạ dày nè, bồi bổ sức khỏe nè. Nói chung là nam nữ đều dùng được, và tất cả mọi người, kể cả những người lớn tuổi á, mà chúng ta có thể là sử dụng cái này luôn nha. Đó, và đặc biệt đối với các anh nam thì có thể là tăng cường sinh lý nam nha mọi người. Đó, đây, thấy không mọi người, thấy rất là uy tín không? Ngoan làm việc mà nếu mà Ngoan không biết cái nguồn gốc đầy đủ rõ ràng thì Ngoan cũng không thể nào mà cung cấp cái dòng sản phẩm. Do đó thật sự khi mà Ngoan đã quyết định kinh doanh cái dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo Ranxi này rồi, thật sự Ngoan bao chất lượng cho mọi người nha, cam kết rất là mạnh mẽ đối với mọi người. Đó, rồi cho mọi người xây quanh cho mọi người xây nè, nó xem không, nó thấy không, rất là chuyên nghiệp luôn nha. Đó, mọi người đã từng thấy là cái đông trùng hạ thảo nuôi từ phôi trực tiếp như thế này chưa? Hôm nay thì Ngoan cho mọi người xem nha. Chào Nhân nha, chào mọi người đến với là chuyện của Ngoan nha. Đó, hiện tại thì Ngoan đang ở thành phố Thủ Đức nha mọi người, là cơ sở tại thành phố Thủ Đức nha mọi người. Đó, đó. Và không những đông trùng hạ thảo ở chỗ Ngoan cung cấp cả Việt Nam mà cả những người Đài Loan nha mọi người, cả những người khách của nước ngoài đều sử dụng, và khi mà người ta sử dụng rồi người ta khen rất là nhiều mọi người. Cái mùi nó rất là thơm nè, sợi rất là chất lượng nè, và cái màu rất đẹp. Chào Nhân, chào mọi người đúng là chị của Ngoan nha. Đó, thì ở các bạn mà muốn mua đông trùng hạ thảo Ranxi với mọi người thì mọi người có thể liên hệ Ngoan nha. Và Ngoan có đầy đủ tất cả những cái giấy tờ công bố cũng như là thành phần và chất lượng nha. Thì cho mọi người xem một vòng nữa để Ngoan có thể tắt live stream nè, mọi người thấy không? Đó, cơ sở nuôi rất là chuyên nghiệp luôn nha. Thấy không? Phải đảm bảo rất là nghiêm ngặt, và kể cả mà khi Ngoan vào đây Ngoan cũng phải là đeo khẩu trang, đừng không phải là tất cả các điều bảo hộ để đảm bảo không nhiễm nấm nhiễm khuẩn nha mọi người. Đó là một vấn đề rất là quan trọng, bởi vì đông trùng hạ thảo là một cái chúng ta uống vào cái cơ thể của mình thì chúng ta phải đảm bảo thứ nhất là về dược chất, thứ hai là phải đảm bảo về an toàn thực phẩm nha. Và khi chúng ta kiểm tra rất là nghiêm ngặt, nếu mà những cái phôi nào mà nó bị nhiễm nấm thì cơ sở ở những nơi này người ta sẽ tách ra nha mọi người. Do đó mọi người rất yên tâm về vấn đề chất lượng, cả về cái phần dược chất nha. Thì hôm nay Ngoan có dịp là Ngoan đến thăm cái cơ sở nấm đông trùng hạ thảo này để Ngoan có thể là cung cấp phân phối lại để cho tất cả mọi người có thể dùng một dòng sản phẩm này rất là chất lượng và chuyên nghiệp nha.
Rồi, bây giờ thầy Quang chào tạm biệt mọi người nha. Nếu mọi người có muốn dùng đông trùng hạ thảo chất lượng thì có thể liên hệ Quang nha. Và ở đây thì các bạn cũng có thể là cùng kinh doanh với Quang. Chúng ta thì nói chung là đông trùng hạ thảo hiện tại là một cái sản phẩm mà đang được rất là nhiều người tin dùng, và kể cả người ta tìm kiếm rất là nhiều luôn. Và mỗi ngày Quang đều tiếp khách, Quang đều bán được rất là nhiều hàng. Vì vậy các bạn có thể sử dụng nè, các bạn có thể kinh doanh cùng với Quang nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những live stream sau nha. Bye bye. Hay quá chị Quang. Em nói thêm một số thông tin đến lúc mà mấy chị livestream nó sẽ hay hơn. Cái này là cái độ phun độ ẩm á. Nếu mà độ ẩm mà nó cao hơn hoặc là nó dưới 83 độ, 83 là nó sẽ tự động nó phun. Nó tự động phun. Nó tự động ha. Đúng rồi, tự động. Còn